Trong combo này thì chúng ta sẽ được là một miếng gà giòn truyền thống, chọn vị cay và không cay đều được. Một cái miếng gà nữa là sốt 8 vị cay và một cái miếng gà sốt bơ tỏi thảo mộc, bắp cải trộn cỡ vừa, hai phần nước ngọt cola, một cái bánh cuộn hỏa long cỡ tiêu chuẩn. Cái gà bên Texas thì mình thấy nó mọng nước, không bị khô. Cái lớp da vỏ bên ngoài này rất là giòn, ướp cái gia vị nó vừa phải rồi, ăn rất là thơm. Cảm giác cái gia vị nó thấm vào trong từng cái thớ thịt ấy. Phải công nhận là gà Texas ngon thật. Thôi đi em. Cái miếng gà sốt 8 vị cay này thì mình thấy hơi cay mọi người ạ. Mình ăn cay cũng khá là nhiều nhưng mà đối với mình cái này vẫn được gọi là cay rồi đấy. Thêm vào cái bánh cuộn hỏa long cũng khá là cay. Ở trong đây thì mình thấy có được một miếng gà này, có bắp cải, có một cái sốt gì đấy. Cái lớp vỏ bên ngoài thì khá giống vỏ taco. Ngon phết đấy nhá. Ai mà ăn được cay thì đã. Trung tim quán tuyển siêu đỉnh trên trang Foodmark của Coca-Cola. Nghe nha mọi người, rất tò mò. Bạn cũng thế.